Mời bạn trở lại với nhà thi đấu quân khu 7 để tiếp tục theo dõi phần thi hội diễn tại giải vô nam vô địch thế giới. Và đây là nội dung song giao pháp. Và võ sĩ trên mảnh của bạn là một võ sĩ rất quen thuộc, võ sĩ Huỳnh Thị Kim Tuyền. Vận động viên Kim Tuyền năm nay 17 tuổi. Đây là võ sĩ xuất sắc tại giải trẻ vô nam toàn quốc vừa qua tại tỉnh Gia Lai. Vận động viên Kim Tuyền đã xuất sắc đạt 2 huy chương vàng tại nội dung đơn luyện và song luyện vũ khí. Ngoài các bài đơn luyện vũ khí như Thái cực đơn đao pháp, Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp thì bài song giao pháp cũng là một nội dung thường xuyên có mặt trong các chương trình thi đấu chính thức tại giải trẻ quốc gia, giải vô địch quốc gia cũng như là giải quốc tế thế giới.